Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Tăng Đại Chứng Minh Nguyện phương phân khắp mười phương cúng dường hồi Tam Bảo, thể trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ, tâm bồ đề kiên cố chỉ tu học vững bền đã xa bể khổ nguồn mê, trong quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Đăng pha vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thấy dây khắp trời người cha đành chúng bốn lời, quý tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, sân dương cùng tan tan ức kiếp không cũng ở tận. Phật nghe chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, để châu vị đạo tràng mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tỏa tăng con anh hiện cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chế tâm định đệ nam mô tầng hư không biển pháp dư hoa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thượng trụ Tam Bảo. Chế tâm định đệ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca, đương lai hạ sanh di lặc tôn Phật đại trí văn độ sư lợi bồ tát đại hạnh phan hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng Phật bồ tát. Chế tâm định đệ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ a di đà phật, đại bi quán thế âm bồ tát, đại thế chi bồ tát, đại nguyện bồ tát thân tịnh đại hải chúng bồ
chế tình thế biển sai tam thiên tăng không thế nhân thiên pháp giới hoàn tăng diễn diệt tội tiểu kiến quá diệm quá hồng liên địa bồ tát nam mô thanh đường địa bồ tát nam mô thanh đường địa bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô phật bồ tát Thiên thủ thiên nhãn bồ ngài đại bi tâm đà ra đi nam mô hằng đa đạt na đa ra già già bà lo hiền đế thương bạc ra gia bồ đề tăng đó bà già ma tăng đó bà già ma ca đô đề ca già tất bán ra phật về nam mô thân kiên lần đại mong ma đi già bà lo kiến đế thật ra lần đàn bà nam mô đã ra cân trí hà trì thân bà ta đấu vô bằng a thề dân tất bà thân đã nam ma bà già má phạm đàn đấu đã điệt thang a bà đô hế đô ca đề ma an bồ đề tăng đô tăng bà ma ra ma ra ma hế ma rị đà dân cứu lô yết mong đồ đô 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 phát xà gia đế ta ra đa ra địa rị ni tất phật ra gia gia ra gia ra ma phát ma ra mục đế đệ hê hê tất na xá xâm phật pha xá đời phật ra xà rao đô đô ma đào đô đô hê rị ta ra tất thì tất thì tô rô bồ đề già thì địa lý thân ni na ba già ma la ta ba tất cả đại già ta ba ma tất đại già ta ba tất cả đại vũ hệ tất bằng ra già ta ba ha ai ma ran na ran tam ba tất ra tăng a mục hệ giả tam ba ma tất cả đại giả tam ba ha tam ba ba đà ma yến tất cả đại giả tam ba na ra nga trì bằng đà ra giả tam ba ma ba lợ thắng yết ra giả tam ba ha na ra giả giả nam mô a di đà ma lô kiết đế thức bằng đà giả tam ba điện đồ mạng đã ra bác xà giang tam bàn hà bác xà giang tam bàn tất cả điện đồ mạng đã ra bác xà giang tam bàn tam ma mô thọ phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ nam mô thập phương thường trụ tam bảo quy lệ đấng tam giới tôn quy mạng mười phương phật hệ con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh văn phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam độ điều phát tâm bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc đề phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư mâu ni phật cây kinh kệ về diệu pháp ba thiên ngõ ngã kim kiến văn đất thọ trì quyền giải như lai chân thiệt ca nghĩa nam mô hồng danh hội thượng
nói thượng Phật Bồ chúng sanh đại hỷ đại xa tế hằng thực tương hảo quang minh dị từ nghiêm đệ tử chỉ tâm quy mạng đệ tâm đảnh đệ nam mô quang minh thanh tịnh chúng chúng tác thế giới quang minh thực kiến cố Phật đề tâm đảnh đề nam mô quang minh thanh tịnh chúng chúng tác thế giới phổ quang minh đại tử tại tràng Phật Thế tâm đảnh đề nam mô cầu tô di đà viêm đừng trang nghiêm thế giới thì hãy trải nghiệm công đức sân tự tại vương Phật tâm đảnh đề nam mô địa thành tựu quái đức thế giới quảng sừng trí hải tràng Phật tâm đảnh đề nam mô phóng thình không thể dở tưởng quang minh nguyệt Phật tâm đảnh đề nam mô kim cang tràng thế giới nhất thiết pháp hải thắng vương Phật tâm đảnh đề nam mô vô lượng công đức trang nghiêm thế giới vô lượng chúng sanh công đức pháp trụ Phật tâm đảnh đề nam mô quang minh chiếu thế giới phạm tự tại thắng Phật tâm đảnh đề nam mô sanh vô cấu quang minh thế giới diệu pháp giới thắng ông Phật tâm đảnh đề nam mô chúng chúng quang minh chiếu diễn đăng thế giới bất khả hiện lực phổ quang minh tràng Phật tâm đảnh đề nam mô chiếu bình đẳng quang minh thế giới vô cấu công đức nhật nhãn Phật
đảnh đề Nam Mô Bảo Tát Tra Nghiêm Tạm Thế Giới Vô Chướng Ngại Trí Phổ Chiếu Thập Phương Phật. Đảnh đề Nam Mô Vô Trần Thế Giới Vô Lượng Thắng Hạnh Trạng Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Thanh tịnh quang minh thế giới pháp giới hư không bình đẳng quang minh chiếu Phật à. Bảo tàng ba la thắng thành tựu thế giới công đức tướng văn thắng oai đức à, Phật à. Thế tâm đảnh đề Nam Mô cung điện trang nghiêm tràng thế giới lô sa na thắng đảnh quang minh Phật à. Chế tâm đảnh đề Nam Mô tu thắng thế giới nhất thiết pháp vô biên hải tuệ Phật à. Chế tâm đảnh đề Nam Mô thiện hóa thượng thắng thế giới tướng pháp hóa phổ quang à. Tâm đảnh đề Nam Mô khoái địa sắc quán thế giới thiện quyến thuộc lô sa na Phật à. Thế tâm đảnh đề Nam Mô thiện tác phù thế giới pháp hành vô tận tuệ Phật à. Thế tâm đảnh đề Nam Mô thắng phượng đức hoài đức luân thế giới vô cấu thanh tịnh phổ quang minh à, Phật à. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Ma Ni Bảo Ba Đầu Ma Trang Nghiêm thế giới thanh tịnh nhãn hoa thắng Phật à. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Diêm Địa thành tựu thế giới vô lượng lực thành tựu tuệ Phật à. Yeah.
chiếu thế giờ không hoàn nhãn nguyệt Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thanh Trần Bình Đẳng Thế Giới Kiến Sắc Diện Di Lâu Nhiên Đăng Hạ Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Bảo Sắc Tra Nghiêm Thế Giới Trí Thắng Diệu Pháp Giới Quang Minh Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Kim Sắc Thiện Quang Minh Thế Giới Bảo Nhiên Đăng Phổ Quang Minh Tràng Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Bảo Nguyệt Tát Tạng Thế Giới Vô Tận Công Đức Quá Quay Đức Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Lô Xá Na Quang Minh Thế Giới Hóa Thắng Hoa Phấn Tấn Chiếu Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Cảnh Quang Minh Chiếu Thế Giới Hành Lực Cam Lộ Hồng Thinh Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Diệu Chiên Hàng Khoái Nguyệt Trá Nghiêm Thế Giới Diệu Pháp Trí Tuệ Thắng Hoài Đức Quang Minh Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Vô Biên Công Đức Tụ Tập Thế Giới Vô Biên Tinh Tấn Quang Minh Công Đức Thắng Bương Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Đại Trà Nghiêm Thành Tựu Thế Giới Nhật Đăng Vương Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Ba Đầu Ma Bát Đề Thế Giới Phổ Hoa Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Ma Đề Chỉ Thế Giới Lô Xá Na Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Thanh Tịnh Hành Thế Giới Na La Diên Hoa Tràng Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Hữu Hoa Thế Giới Ban Đầu Ma Quái Đức Phật.
tâm định lệ Nam Mô Hữu Văn Thế Giới Văn Thịnh Vương Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Bất Khả Hành Thế Giới Chim Bạch Sắc Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Liên Hoa Thế Giới Ba Đầu Ma Thắng Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Quang Tràng Thế Giới Quang Minh Vương Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Quang Minh Thế Giới Trang Nghiêm Vương Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Thế Giới Phổ Hiền Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Vô Biên Công Đức Bảo Tát Thị Hiện An Lạc Thế Giới Vô Biên Công Đức Bảo Thập Thị Hiện An là Kim Sắc Quang Minh Sư Tự Phấn Tấn Vương Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Phổ Bảo Giang Thác Thế Giới Phổ Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Phổ Vô Cầu Thế Giới Vô Cầu Xưng Vương Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Thanh Tịnh Hành Thế Giới Phổ Hoa Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Như thế tất cả chư Phật Như Lai. Tâm đảnh lệ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Tại Kim Cang Phật. Tâm đảnh lệ Nam Mô Thiện Khoái Quang Minh Ba Đầu Ma Phú Thân Phật.
đến đề Nam Mô Pháp Tràng Phật. Nam Mô đến đề Nam Mô Sư Tử Lô Sa Na Tạng Na Phật Na. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Pháp Quang Minh Ba Đầu Hóa Phú Thân đến đề Nam Mô Nhật Thiết Thông Quang Phật. Thế tâm đến đề Nam Mô Nguyệt Trí Phật. Nam Mô Hỷ Thân Phật. Hỷ Tâm Đảnh Đề Nam Mô Vô Cầu Đới Phật. Nam Mô Vũ Hỷ Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Ly Ám Phật. Đa Thiên Phật. Thế Tâm Đảnh Đề Nam Mô Di Lưu Tướng Phật. Nam Mô Chứng Minh Phật. Nam Mô Đảnh Đề Nam Mô Bảo Tạng Phật. Đảnh đề Nam Mô Cực Cao Hạnh Phật. Thế Tâm Đảnh đề Nam Mô Hiền Thắng Phật. Thế Tâm Đảnh Đề Nam Mô Bất Động Trí Phật. Thế Tâm Đảnh
Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô A Tư Đà Trí Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Hạnh Trí Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô A Nậu Na Trí Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Thường Trí Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Diệu Trí Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Lạc Tự Tại Thiên Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Phạm Thiên Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Thắng Trí Thiên Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Am Ma La Nguyệt Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Phật Thổi Nguyệt Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Bất Động Nguyệt Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô A Di Đà Nguyệt Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Bà Lưu Na Nguyệt Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô A Tư Nguyệt Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô Thắng Nguyệt Phật. Tâm Đảnh Đề Nam Mô A Lầu Na Nguyệt Phật. Tâm Đảnh Đề
tịnh đề nam mô vô cấu nguyện Phật. Tâm đảnh đề nam mô thắng trí nguyện Phật. Nam mô Bậc Thối Nhãn Phật. Thế Tâm Đảnh Đề Nam mô Đệ Nhất Nhãn Phật. Nam mô A Ni La Nhãn Phật. Thế Tâm Đảnh Đề Nam mô Bất Động Nhãn Phật. Nam mô A Tư Đà Nhãn Phật. Thế Tâm Đảnh Đề Nam mô Hạnh Nhãn Phật. Đảnh Đề Nam mô Vi Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật. Đề Tâm Đảnh Đề Nam mô Bà Lô Na Nhãn Phật. Thế Tâm Đảnh Đề Nam mô Thắng Nhãn Phật. Thế Tâm Đảnh Đề Nam mô Bậc Thối Trạng Phật. Tâm Đảnh Đề Nam mô A Ni La Tràng Phật. Tâm Đảnh Đề Nam mô A Tư Đà Tràng Phật. Tâm Đảnh Đề Nam mô Như Thị Thế Giới Kiếp Số Gia Bồi Nhất Thiết Chư Phật Như Lai. Xin đem nhân duyên công đức đệ Phật này nguyện được thân trả nghiêm trăm phước tương tốt trọn đầy. Pháp thân chư Phật này
đôi môi màu đỏ thắm như trái tầm bà. Đệ tử và chúng sanh đều có Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam kinh quang tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhà. Khổ anh ra từ tử sanh bất gì không không bất gì sát sát tức thì không không tức thì sát cả. À, tướng anh tức cái diệt phúc như thì xá từ tử thì chữ pháp không tường bất sanh bất cái diệt bất cấu bất cái tình bất tan bất cái giảm. À, tướng anh tức cái vô nhãn gì tí thì toàn ý vô sắc tánh lương thì số cái pháp vô nhàn giờ này chỉ vô ý tất cái giới vô lão tử diệt vô lão tư tâm vô khổ tầm diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề bát đời bát nhà bát la mật đà em đi đen đã mong tự cứu các anh đi các bạn thành thế chư Phật vị bát nhà ba la mật đà khổ đắc tâm biểu tâm bồ đề ưu tri bát nhà từ thế vô tưởng chú thế vô đàng đại chú năng trừ những cái thiết khổ chân thiệt phật thử hổ thiết cái bát nhà ba la mật đà chúa chú về hiện đế bồ đề tam ba yết đề đề ba la yết đề ba la tam đế bồ đề tam ba yết đề đề ba la đề tại khan tường thần vô nam mô tam ma đa mô đà nam ma ba la đề hải đa sa ta nằng nam đa địa ta khế 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 hồng hồng đề san sa san đi đề san đi đề ta vấn đa ta vấn đa biết ma đề ca tất đề ta ba nằng mô tam ma đa mô đà nam ma ba la đề hải đa sa ta nằng nam đa địa ta nhầm ma ra nhầm ma ra ma ra nhầm ma ra ma ra nhầm ma ra đề lập sa đề lập sa đi đi sa đi đi ta vẫn ra ta vẫn ra đề
thương tha thật giả dạ, thành Phật độ thế bác giả thường vì Phật học tiểu giả hạnh là thuận chúng sanh thập gia phổ giai công ấy các thù đáng ở bộ biên thần được dạy hồi hướng mà khổ nguyện là pháp giới chơi chúng sanh đốc quảng vô lượng quang Phật là sanh nguyện tiêu lăng chữa trừ phiền não mẹ đang đây tôi chứng minh điều ở bộ nguyện tôi chứng tất cả tiêu trừ ra chào nguyện sanh tây phương tịnh độ cửu phẩm liên hoa vi phụ màu vô quả khai bậc thôi bồ tát viên mãn tự nguyện gì thử công đức phổ cập nhất thiết sanh giải công phật đạo thơ quý phật đương phán vô thượng tâm tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí sanh thông lý đại chúng vô ngại đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật